cao trào khí hậu, tôi đứng lau những gì rơi trên cửa sổ phòng giam của chúng tôi. Mọi nơi đều là màu trắng, giống như nó bắt đầu trong khi chúng tôi đang ngủ. Đó là đêm thứ ba của chúng tôi ở vùng đất mới của tỉnh Hà Bắc Trung Quốc. Chúng tôi, những người mới đến từ Nam chưa bao giờ là tù nhân châu Phi được nhìn thấy tuyết trực tiếp, chỉ trong truyền hình. Cấu trúc của khu tạm thời dành cho người nước ngoài. Đối với chúng tôi, chúng tôi được đặt ở quận 2 thay vì bốn dành cho những người quen, rất tốt cho lần gặp gỡ đầu tiên và kinh nghiệm không thể tránh khỏi mà chúng tôi có được. Các phòng được xây dựng theo phong cách bạn đối mặt với tôi và tôi đối mặt với bạn của Nigeria. Tất cả có 16 phòng, hội trường đóng vai trò là tòa soạn, phòng văn hóa, hội họp và các sinh hoạt chung khác là nơi đầu tiên bạn bước vào nếu bạn đi từ cổng chính vào khu nhà có hai cửa ra vào ở mỗi đầu. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh gấp đôi phòng tắm. Có nhà vệ sinh chung và nhà vệ sinh chung là nhà vệ sinh chính mà tất cả các tù nhân sử dụng, không ai sử dụng phòng của một người vì mục đích vệ sinh. Có một nơi giặt và phơi quần áo nhưng đã được các tù nhân sử dụng làm phòng tắm. Thư viện nằm ngay sau tòa soạn, kích thước gấp đôi các phòng giam vì nó hoạt động như phòng trò chơi và phòng tin tức cho những tù nhân nói tiếng Trung Quốc không hiểu tiếng Anh. Tất cả các phòng chung này được bố trí ở phía bên trái của khu với 3 phòng giam, 14 15 và 16 trong khi các phòng từ 1 đến 13 nằm ở bên phải hướng ra bên ngoài. Tôi đang ở trong phòng 15, nghĩa là tôi đang quay mặt ra sân sau, nơi có không gian rộng rãi được sử dụng cho các trò chơi khối ngoài trời. Ban đầu, các nhà chức trách chỉ nghĩ đến bóng rổ, cầu lông và các bài tập cá nhân, nhưng các tù nhân gốc Phi và Nam Mỹ đã chuyển đổi nơi này thành sân bóng đá trong khi những nơi khác trở thành thứ yếu. Bên ngoài hàng rào bằng đồng phân giới sân sau là nhà bếp và nhà ăn, liền kề đó là trang trại và đồn điền. Sau các trang trại là các nhà máy, khoảng 8 người trong số họ. Trước khu học chánh là sân bóng đá nhân tạo được sử dụng chủ yếu cho các trò chơi Olympic trong tù như các cuộc thi giữa các khối được nhắc đến. Bên ngoài sân là một và hai, bên cạnh sân là khu vực nữ và kiểm soát và thăm tòa nhà. Tiếp giáp với khu nữ là khối giáo dục mà ban đầu là nơi làm bếp. Quận của chúng tôi được xây dựng theo hình chữ V có nghĩa là nó bao gồm hai quận khác nhau. Ba căn phòng bên trái nơi chúng tôi cắm trại được sử dụng làm phòng hút gió mới, vì vậy, nó có giường tầng trong khi những phòng khác có giường đơn, vì tôi đang ở trong phòng 15, nghĩa là tôi đang quay mặt ra sân sau, đó là nơi tôi chứng kiến tuyết trực tiếp và trực tiếp lần đầu tiên trong đời. Tôi bước xuống giường và mở toan cửa sổ một chút để những người bạn cùng phòng của mình cảm thấy tuyết rơi trên bậu cửa sổ tất cả sân sau bao gồm cả hàng rào bằng đồng và mặt bếp đều được bao phủ bởi màu trắng màu trắng tinh khiết ở khắp mọi nơi nó đã được quyến rũ đẹp để nhìn vào quy tắc ở đó là bất cứ khi nào có thời tiết bất lợi các tù nhân sẽ không đến phòng ăn để dùng bữa những người được chọn phải vào bếp để nấu lại thức ăn trong những trường hợp như vậy tòa soạn phải được chuyển đổi thành phòng ăn một số tù nhân đã được chọn cho công việc như vậy và được thưởng vào cuối tháng, nhân tiện, sẽ rất vui khi được giới thiệu bản thân vào thời điểm này. Tôi là Tobena Achalugo như tôi đã biết ở đó, Achalugo, một trong những cái tên mà người Trung Quốc có thể phát âm không giấu và một cái tên mà mọi sinh vật sống bao gồm cả quả quỷ đều biết và phát âm không đếm được lần bên trong cái lò đó mà không có dấu. Tôi ban đầu 47 tuổi nhưng 53 trong hộ chiếu có tên đó. Chiều cao, 80cm. Có lúc cân nặng khoảng 75kg và có thời điểm là 65kg. Tóc đen với một số ít người da trắng ở đây và ở đó. Mắt, màu trắng. Hướng nội hay bán một, tôi không thực sự biết hoặc không quan tâm. Tôi đến từ vùng đất Biafran ở miền đông có tên là Nigeria. Sở thích của tôi bao gồm, đọc, viết, bóng đá. Bởi vì bản chất nhờn của tôi, tôi luôn luôn được chỉ định lên giường hay đúng hơn là tôi thích lên giường hơn là xuống giường tôi nghĩ nó cũng có liên quan đến bản chất của tôi vấn đề duy nhất liên quan đến việc ngủ dậy là việc thư giãn bản thân trở thành vấn đề để tránh leo lên trèo xuống bạn tập cho mình thói quen không cho cơ thể đủ nước và đi tiểu trước khi leo lên ngay cả khi bạn cảm thấy không thích khi chúng tôi được chuyển từ nhà tù quốc tế đông quang ở phía nam đến nhà tù gian chen ở phía bắc chúng tôi từ miền Nam được hưởng những lợi ích của việc ngủ một mình trên một chiếc giường ở Đông Quang, đó là hai chiếc giường. Tuyết và tách cà phê thêm vào thưởng thức. Tôi sẽ trèo lên và trốn dưới chăn đọc những cuốn tiểu thuyết mà chúng tôi từ Đông Quân đã ngạc nhiên khi thấy số lượng lớn ở đó hoặc nghe bài hát tri trên oan mang mượn. Noda rất tuyệt, Cindy, một tù nhân người Cameroon, khoảng 45 tuổi, nặng khoảng 78kg là một trong ba người có nghĩa vụ đối với những người không được khỏe hoặc tay chân. Vâng, tay đóng gói. Một số bước vào chân trái với nanh vuốt do những căn bệnh bí ẩn không ai biết. Anh ấy đang quan sát ngắm tuyết, anh ấy vào phòng chúng tôi vì ốc vô của anh ấy. Climatic climax, I stood mopping at what was dropping on our cell window. Everywhere were white, it was like it started while we were asleep. It was our third night in the new environ of North China Hebei province. We the fresh arrivals from south had never as African inmates seen live snows only in television. The structure of the temporary foreign district for we were housed in district 2 instead of 4 that were for foreigners were very nice for first encounter and inevitable experience we had. The rooms were built in you face me and I face you style of Nigeria. 16 rooms in all, the hall which acts as the newsroom, cultural room, meeting and other communal activities is the first place you enter if you are coming from the main entrance for the block has two entry doors at each end. Each room has toilet that doubles as shower rooms. There's general toilets and urinary which was the main one all inmates use for no one uses room ones for hygiene sake. There's washing and drying place meant for clothes, but was being used as shower room by the inmates. Library was immediately after newsroom, the size was double of the, the cells, for it acts as game room and newsroom for the Chinese speaking inmates that don't understand English. All these general rooms were positioned by the left side of the district with three cell rooms 14, 15, and 16, while rooms 1 to 13 were by the right facing outside. I was in room 15, which means I was facing backyard which had large space used for block outdoor games. The authorities had only basketball, badminton and personal exercises in mind originally, but the African and South American inmates converted the place to football arena while others became secondary. Beyond the brass fence that demarcate the backyard was kitchen and dining hall, adjacent it was farms and plantation. After the farms were factories about 8 of them in front of the district were artificial football pitch that were used mainly for prison Olympic games as competitions among the blocks were referred to. Beyond the pitch were 1 and 2, adjacent the pitch were female district and controlling and visiting building. Adjacent the female district is education block which was originally kitchen place. Our district was built in V shape which means it houses two different districts. The three rooms by the left where we were camped were used as new intake cells, so, it has bunks beds while others has single beds. Since I was in room 15, it means I was facing backyard, that was where I witnessed the snow live and direct for the very first time in my life. I came down from my bed and opened the window a bit to the consternation of my roommates to feel the snow on the windowsill. All the backyard, including the brass fence and the kitchen side, were all covered in white. Pure white everywhere. It was captivating, beautiful to look at. The norm there was that, whenever there is adverse weather, inmates won't go to dining hall for meals. People selected had to go the kitchen to will back food. In such occasions, newsroom had to be converted to dining hall. Some inmates were selected for work like that and points were awarded at the end of the month. By the way, it will be nice to introduce myself at this point. I'm Tabena Akalugo as I was known there. Akalugo, one of the names Chinese can pronounce without accent, and one name every living creature including demonic crow's nose and pronounced uncountable times inside that coven without accent. I'm 47 originally but 53 in the passport bearing that name. Height, 80 centimeters, weigh about 75 kg at times and 65 kg at times too. Hair black with handful of whites here and there. I white. Introvert or semi-one. I don't really knows or cares. I came from Biafran land in eastern entity called Nigeria. My hobbies includes readings, writing, football. Because of my slime nature, I was always assigned up bed or rather I preferred up beds to down ones. I think it has something to do with my nature also. The only problems associated with sleeping up was that easing oneself becomes problem. To avoid climbing up and down, you train yourself to deny your body enough water and peeing before climbing up even when you don't feel like it. When we were transferred from Dongguan International Prison in the south to Yenching Prison in the north, we from south were enjoying the benefits of sleeping alone in a bed. For in Dongguan, it was two to bed. Snow and cup of coffee added to the enjoyment. I will climb up and hid under the blankets, readings novels we from Dongguan were surprised to see in large quantity there, or listening to reggae song in Borrowed Walkman. It was cool, Cindy, a Cameroonian inmate about 45, weighing around 78 kilograms, was among the three guys it was their duty to people that were not feeling well or the handcaps. Yeah, handcaps. Some came in on foot left with clutches due to mysterious diseases and no nose. He was observing watching the snow, he came into our room for his oppo.